Vâng, chào tất cả các bác nhé. Đây là những con đẩy crown tiếp tục cập bến nhé. Đẹp, cực đẹp luôn. Có một con 600 này, 1200 thì về được 3 con, 1201 thì về được 1 con, 1202 thì về được 1 con. Thì giá thì sao đây em báo quá, hàng đẹp không nha. Các bác sẽ thấy hàng đẹp luôn, là hàng nội địa hết nha các bác. Còn những con này em hàng đấu mạng về, cực đẹp nha. Về từng con cực đẹp. Điện 100 đến 110. Con crown 600 là giá nó là 12 triệu. Crown 1200 giá 16 triệu 8. 1201 là giá 17. 1202 là 17 triệu 5. 1201 có 1 con, 1202 có 1 con nha. Còn 1200 thì có 3 con. Hàng đẹp hết nha các bác. Đây, 1200 luôn các bác. Đẹp nhất nắp luôn nha. Tem cờ nguyên hết đó. Đây. Đây là con 1202 này. Một con duy nhất 1202 và một con duy nhất 1201 nha. 1202 thì về được 3 em. 600 chỉ có một con nha các bác. 600 có một con. 12 triệu. Còn mấy em 1200 với 1201, 1202 thì nó trên nhau vài trăm thôi. 1202 thì anh em dùng nhiều nhất. 1202 thì quấn 24 sổ sách nha. 8 sổ thang, rất là khỏe, đánh bắt 40. Hoặc là chơi hai cặp 1 cặp 30 kìm cặp 25. Những cặp boss thì quấn vô tư rồi. Boss thì 301 thì những con 600 kia nó quấn hai cặp là vô tư rồi thôi. Còn những con 1201, 1202 thì 1202 thì nó khỏe lắm. Nghi rất là sướng. Giá thì em báo rồi, 1202 là 16.8, 1201 17, 1202 là 17.5. Tất cả ba giá bao gồm phí ship, hàng thật đẹp chấm hết cho các bác. Bác nào chưa đăng ký kênh của em thì ấn vào nút đăng ký để luôn được cập nhật những video mới nhất nha. Đây là những con nội địa nha các bác, điện 100 đến 110. 110.